Ok các bạn, mình quay trở lại, mình chơi tiếp Phoenix Wright Aethoni. Công lý cho tất cả mọi người. Mình sẽ chơi tiếp cái episode 2 này. Nó gọi là Renewed and Turnabout. Chúng ta mình chơi luôn. Không có gì phải trình bày. That was no accident. Mình đã bị tôi đã bị giết bởi người đấy. That is why I took my revenge. Only fair, isn't it? In me. Em này lại bị tù tội này. Em lại có thể gặp được anh một lần nữa. Không phải lỗi của em. Em đã không làm điều này. No, I didn't. Em đã giết một em đã giết người đấy á. Mà đây không phải là em. It doesn't matter. It might as well have been me. Em này lại bị vào tù. Gái của tôi. Cuộc đời tù tội của em. Em gái. Sự kiện Iglumi Rainy Afternoon. Đây là sự kiện đã xảy ra trong một ngày mưa, chiều mưa này. Đây là đang kể lại câu chuyện này. Này, nó đã xảy ra rồi. Em này một lần nữa lại bị buộc tội là đã thịt một ai đấy. Lần đầu tiên em buộc tội là giết chị gái của mình. What a despairing gay rain. Anh có hiểu được là cái kiểu cái nỗi buồn này nó làm tôi như thế nào không? Actually more than depression, I'm angry. Tôi thực sự tức giận. Tức giận về cô gái trên TV, cô gái dự báo thời tiết. I think a little rain spell will take a break with sunny day, day of sun. Là tôi nghĩ là cái chuỗi ngày mưa chúng ta sẽ có một ngày nắng. Well, is the weather. Thế là tôi không mang ngày mai. Cái ô của tôi vào ngày hôm nay này. What a nerve calling herself weather girl. Cô ấy sẽ phải trả lời về kết quả về cái bộ về cái bộ đồ mà 1.500 đô của tôi này. Về vụ án của ông này. Ông có vẻ lên kế hoạch để gì? Để kiện cô gái dự báo thời tiết này. Tôi xin lỗi. I thought that before we got some down to business. Nên là tôi nghĩ là trước khi chúng ta nói chuyện business, tôi định nói chuyện về kiểu là friendly chat, kiểu là nói kiểu small talk chứ. Tên của tôi là Dr. Thunder Gray này. Tôi là nhà giải phẫu ấy. Tôi ở đây ngày hôm nay bởi vì ở đây có một cái vụ án ấy. Malfunction, malpractice at the Gray Surgeon Clinic. 14 inpatients lose their lives. Có nghĩa là một cái có gì đó sai trái trong cái bệnh viện này. Nó làm 14 người bị chết ấy. Thế là anh là một bác sĩ ở cái bệnh viện này. It's quite upsetting. Did you hear me? Upsetting! Tôi đã nghe thấy ông rồi. Nhà thái đang bực mình. Tôi tin rằng là ông tương đối là đang bực mình về vụ này. Một cái người đã làm sai trái là cái cô y tá đấy á. Là chính là cô ấy đã làm cho cái thuốc nó bị nhầm thuốc, kiểu tiêm nhầm thuốc,
khiến cho 14 người bị chết. Hơn thế nữa, NJ not listen good. Và cái con y tá đấy nó có được cái... Và nó là có được. Và nó có đủ trình thì nó đi và chết tự tử trước khi nó nhận cái lỗi sai của nó. Thế là nó không giải thích bất kỳ một cái gì cho tôi. Andy the kicker. Và cái này nó thực sự rất là phiền phức. She up and her CM grand accident crash her car. Thế nó đi, tự đi và nó tự gây ra tai nạn và đâm nổ xe của nó. Smart crush accordation model. Nên là cái vụ án đầu tiên chúng ta thấy là có cô này chết, là cô y tá. Đúng như vậy, khoảng một năm trước, một cái tờ báo lá cải đã nói về cái vụ này. 14 bệnh nhân đã bị chết vì do những cái hành vi tắc trách của một nữ y tá. Đâu, hành vi tắc trách và cái sự ra đi... đâu, và cái chết bí ẩn của cái cô y tá ở đây. Và có nhiều cái tin đồn về bác sĩ The Gray này là đã gây nên ra cái vụ tai nạn này. Nhìn cái lửa này. Cái lửa này nó vẫn kiểu hồi xưa đế đấy. People say it will forever hide the name person responsible. Là mọi người sẽ nói là cái này, cái vụ án này sẽ mãi mãi là chúng ta không biết được cái ai là người chịu trách nhiệm cái là cái vụ án ở về bệnh viện này. Bởi vì con y tá nó bị chết. Why would I? I'm just going to say this one. Tôi sẽ nói một điều này một lần thôi này. Tại sao tôi lại có phải đi giết cái cô y tá đấy? Cô ấy là người đã giết 14 cái cái bệnh nhân này, không phải là tôi. Tôi nghĩ là anh cần phải bình tĩnh, thở sâu, bác sĩ, và tập trung vào. Cái vụ án này nó đã là hơn một năm rồi, thì tại sao lại mang lại cái này làm gì? Cái này rất là đơn giản, bởi vì cái tình huống he's sleeping out of my grasp, tình huống lãng ngoài tầm kiểm soát của tôi này. This is go won't go. Nên là cái tin đồn này nó sẽ mãi nó không biến mất. Và cái phòng khám của tôi sẽ cái phòng khám của tôi hiện tại là nó không được đông bệnh nhân như hồi xưa nữa. Cậu có hiểu là cái này nó nghĩa là cái gì không? It means that they're not coming to my clinic. Có nghĩa là họ không đến cái phòng khám của tôi vì cái tin đồn này. Ngày cả tôi không muốn đến phòng khám của anh. Và vui chỉ lại thì anh muốn tôi làm gì về cái vụ này? Tôi muốn cậu giúp tôi chứng minh là tôi là người vô tội. Anh có biết là chủ tôi là luật sư đúng không? Chứ không phải là cái gì nhỉ? Cái điều tra viên cái gì nhỉ? Private investigator. Là người điều tra. Ở đâu là kiểu công ty điều tra. This something you can do. Nên một cái gì cậu có thể làm. Maya Frank nhìn mặt tà lạ đây. Là cậu biết cô ấy đúng không? Maya Frank, tại sao anh ấy lại biết tên cô ấy đấy? Tôi nghe nói là cậu đã làm việc ở dưới trướng cô ấy được một khoảng thời gian rồi. Well, yeah, I mean, hey, wait a second. Okay, cái gì? Hãy đợi một phút ở đây. Tôi làm việc dưới trướng cô ấy. Yes, tôi có nhầm không? Cậu cô ấy đã nói với tôi. So I'm not sure. Là chính vì thế tôi không chắc vì điều này à? Well, we work a few tries. Trên thực tế là chúng tôi là có làm việc một số cái vụ án cùng nhau này. Nhưng mà cô ấy đã quay trở lại về cái quê cô ấy để tiếp tục training này. Oh, chết, I hear.
Đây có vẻ như rất là cái gì nhỉ? Cô đơn với cậu à? What? Wait, I'm not. Là chúng tôi không phải là người yêu của nhau à? Cô ấy thực sự là một cô gái thật sự là rất là tuyệt à? Có thể tiếp tục cái vấn đề mà training này. Such a rich training. I have the acquaintance who know a lot about the mystery sort of stuff. Tôi có một người quen là biết rất nhiều về những cái vụ những cái điều bí ẩn này. Cô ấy là người đã giới thiệu cho tôi với cả Miss Frey. Maja thực sự nổi tiếng như vậy sao này? Mà tôi đã set up được cái buổi hẹn này. Vì cái gì này? Vì cái gì á? Vì cái hội gọi hồn này. Nên là tôi sẽ nhờ cô ấy gọi cái linh hồn của cái cô y tá đấy mà đã đi tự sát. Maza, I wonder what she up to right now. Mình không biết là cô ấy sẽ làm gì bây giờ. We the woman of the fray. Đâu, hình như là cái này là quá khứ ấy. Là cái vụ án này nó xảy ra trước cái vụ án đầu tiên. Nên là một lần nữa cho những ai không biết thì đây là nó lại giới thiệu lại. Là những người phụ nữ của cái dòng tộc Frey này có khả năng ngoại cảm rất là lớn ấy. Nên là có khả năng nói chuyện với linh hồn này. Nên là cái dòng máu của Frey là bao gồm cả chị của Maya là Mia này và bà mẹ ấy. Những cái chi tiết cụ thể là nó ở cái phần 1 ấy. Not counting training, this will be the first time channeling a spirit. Đây là lần đầu tiên cô ấy sẽ gọi hồn của ai đó. Nên là cô ấy cho tôi một cái điều kiện trước khi chấp nhận cái yêu cầu của tôi. A condition. Điều kiện là cậu Mitterai. Cô ấy nói là cô ấy sẽ không gọi hồn nếu mà không nhìn thấy cậu một lần nữa. Nên là trong cái thời điểm mà cái tập này là chúng ta chưa gặp Maya này. Là trên thực tế là cái này nó xảy ra trước so với phần 1 như mình đã nói. Nên là đây là lý do tôi đã tìm ra cậu này. Là tôi muốn cậu đi gặp cô ấy. Hay đâu? Cậu muốn gặp cô ấy phải không à? Chuẩn luôn á. Em gái của tôi trẻ tâm ngờ. And so... Đây là lý do tại sao mình lại đi thăm Maya ở quê cô ấy với cả cái thằng bác sĩ. June 19 125 Kurai Village. Nên là đúng là cái bản này nó làm lại nhìn cái nào nét quá nhỉ. Đây là cái quê của Maya này. Em này là em nào này. Hello kid. Nó chạy là what a odd little girl. Hey, where are Pearly? Và ai đó đã đi về phía này. Nick. Maya, em có khỏe không? It's good to see you again. Nên là một lần nữa nó lại có team của Maya này. I didn't think you. Em đã không nghĩ là anh sẽ xuất hiện. I'm not a big of a deal. Big deal that's so far away. Nghe có vẻ như rất là quan trọng nhưng mà em nói cứ như là chúng ta là nó đã rất xa. Đâu, em lại nói như người em đã ở rất là xa. Cái là chỗ Kurai này nó gần đây nhỉ? Có thể như là em hơi nói quá hơn một chút. Chắc là nó gần đây, Kurai. Thế là nó chỉ có 2 giờ đi bằng tàu này. Nếu mà anh đã biết là em ở gần đây thì anh đã thể đi thăm em nhiều hơn. No, you are not allowed. Anh đã không được đi đến đây à? I already decided, you know. Em đã quyết định. Cho đến khi mà em trở thành một con người trưởng thành. Đủ 18 tuổi à? Em sẽ làm việc chăm chỉ và
drawn by myself. Đó là người kiểu như là nó độc lập ấy. Drawn by myself. Người lớn và độc lập. I will join in going where for you. Nên mình vẫn có hội thoại. Today channel ring này. Có vẻ như là em sẽ trở thành một người gọi hồn đầy đủ, full flat. Sẽ làm cái việc đầu tiên của em. Em nhận công việc đầu tiên này. Em đã không nghĩ cái này là sớm như vậy. Em có biết cái câu chuyện đằng sau vụ này không? Behold the power of Maya Intelligence Network. Hãy xem nào, 14 người bị chết bởi vì là cái sự cố trong cái của bác sĩ Gray này. Và để mà đẩy cái trách nhiệm cho cái bà y tá đấy, ông ấy đã giết cô ấy và có vẻ như là một cái tai nạn xe ô tô. Trên thực tế là ngược lại như vậy. Thì cái này là cái kết quả của cái Maya Internet Network này, là cái thông tin trên báo lá cải này. I am just pulling your leg, Nick. Em chỉ đùa thôi à. Những cái gì xảy ra là hoàn toàn ngược lại. Tôi đã, là em đã nghe tất cả từ Mr. Dr. Gray. I would like to crazy kill as a client. Yes, I guess so. The Kurai Village. So this is your hometown, Mia Maja. Chup. Kurai Village, but I have heard people call this place Medium Valley. Đây là cái Kurai, làng Kurai. Nhưng mà mọi người sẽ thường có thể gọi đây là cái thung lũng gọi hồn. Thế là những cái người sống ở đây là những cái người ngoại cảm. Về cơ bản là như vậy. Most of my ancestors are two, I think. Phần lớn là những cái người tổ tiên của em là như thế. The Fey family to communicate with the strange and with death. Actually only the woman. Thực tế là chỉ có những người phụ nữ ở trong làng này là nhà ngoại cảm. Thế những người đàn ông thì làm cái gì? Họ thường đi làm những công việc ở ngoài làng. Okay. The girl earlier. Anh muốn hỏi em về cái cô gái mà anh đã nhìn thấy đấy. Em có biết về cô ấy không? Yimin Pearly. Pearly Frey này. Cô ấy là em họ của em à? Có vẻ cô ấy rất dễ thương đúng không? Rất like cho Yu Chuli. Em họ. Then that it mean EC also a CA medium. Cô ấy cũng là nhà ngoại cảm. Pearly thực sự là một cái thiên tài khi mà nói về cái vấn đề này. Em cái còn bé nhưng mà công lực rất là cao à. I hope I didn't scare her. It's not you. My aunt drill into her head. Đấy là mà gì của em à? Phải gì không nhỉ? On. Kiểu gì ấy. Đã khoan mà đầu cô ấy những cái điều đấy. Nếu mà có một người lạ mà cố gắng nói chuyện với con ấy, thì hãy chạy trốn đi. Giống kiểu dạy ở Việt Nam ấy. Kiểu là không nói chuyện với người lạ. Nếu mà những cái người đấy mà không mặc cái quần áo mà training này, thì là coi như là những người lạ hết. Kể như là những người ngoại đạo ấy, ngoài làng. Pearly là cái báu vật của cái gì của em này. Báu vật quan trọng nhất của gì em. Thế là chính vì thế là bà sẽ không cho nó đi loanh quanh ở ngoài làng. Nên là cô ấy không biết là nhiều về thế giới ở bên ngoài. Ngoài cái làng Kurai Village. Gì? Pearly Mother in my arm.
mẹ của Pearly là gì của em. I go with the time of the channeling to start. Thế là chúng ta sẽ đi, chúng ta xem cái buổi gọi hồn của em luôn. Yes. Em sẽ gọi hồn ở trong cái nhà của em. Sau khi em xong, chúng ta sẽ đi nướng burger. Cái trò này mình bảo là ăn rất là nhiều burger. Đây là nó dịch từ bên Nhật ra. Bên là bên Nhật hình như trẻ ăn mì, nhưng bên này là nó chỉ sức nghĩ đi ăn burger. Nên là nó rất là lạ là cái này nó localize sang bên Mỹ nhé. Nhưng bên Mỹ là làm gì có phải cái này. Mình không biết là mình có thể mình xem cái này. Có buồng điện thoại này. Old type phone này. Kurai này. Cái chỗ này là bus stop để đến Kurai Village. Đây là một số cái nhà này. Big here and the most elegant of the building. It is a frame manor. Dinh thự của Frey này. Nghe có vẻ nhà em này to phết. Cái đá rất là to này. Kurai Boulder. Hình như ở liên quan kia. Chúng ta sẽ đi di chuyển đến cái nhà này. Meditation Room này. Yeah, một lần nữa đây là cái bản HD nó làm lại rất là đẹp. Mr. Roy, I'm so glad you show. Này là ngày thơ thiết rất đẹp phải không? Nó đặt ô này. Cái con dự báo thời tiết trên TV nó lại nói nhầm tiếp. Hôm nay sẽ là ngày mưa rất là to này. Cô ấy nói như vậy. Tôi không thể tin được là lại cho một cái người những cái bản báo cáo sai trái như thế ấy. Lại cho lại được phát trên TV. Thế là hôm nay trời rất là nắng á. Look like a talking about the weather with the asking for punishment. Mà dù sao đi chăng nữa, đây là một cái dinh thự rất là đẹp. Nên là no agree it has to believe it. Đây thật khó tin, đây là nhà của Maya này. Tôi đã đưa một cái bản đồ về cái dinh thự này. Hay Mr. Wright, anh có thể có một cái bản copy. Yep, nhà to lại có bản đồ. Mình xem, chúng ta có code report. Chúng ta có channeling chamber này. Đây là phòng ngồi thiền này. Và Windy Way này, có một cái hành lang này, cái chỗ side room này. Mình có thể nói chuyện là today channeling. Anh sẽ làm gì nếu mà cái linh hồn của cái cô y tá xuất hiện? Nên là có đã quá rõ ràng không à? Tôi sẽ bảo cô ấy phải ký một cái tờ giấy về nhận lỗi. Tờ nhận. Một cái bản nhận lỗi này. Tôi sẽ bắt cô phải viết như thế này này. Một năm trước là vào May là tháng mấy nhỉ? Tháng 5, tháng 6 thì mùng 2, tháng 6 này. 14 bệnh nhân đã chết vì cái sự bất cẩn của tôi à. Và cái ngày 24 tháng 6 ấy, tôi đã ngủ quên ở trên bánh lái mà, và chết ở trong cái tai nạn xe. Bởi vì là cái bất cẩn của tôi này. Tôi xin lỗi và đã nhận sai vì những cái điều bất cẩn của mình này. Nên là tất cả những cái gì tôi muốn nói với các bạn. Và với cái bản nhận lỗi này là cái linh hồn của tôi có thể được yên nghỉ, kiểu không phải suy nghĩ nữa. Ok. So how about you, did you hear about my friend? Tôi nghe về cô ấy, về một cái người quen, một cô gái đã học ở trên trong trường đại học. Cô đã giới thiệu tôi cho đến cái ngôi làng này. Đây là cái cội nguồn của cái Kurai School of Channeling. Kể như là cái gì nhỉ? Ở phía nam nó gọi là cái gì nhỉ? Làng gọi hồn à?
về cái học là kỹ thuật gọi hồn là Kurai. Và Miss Maja thì là con gái của bậc của thầy dạy này, Master này. Là như tôi đã nghe như vậy. Master. Anyway, do you see that door? Cái cửa đằng kia là cái người sẽ gặp cái linh hồn. Miss Maja only in there right now. What you can... Ở trong này là gì của Maja đang ở trong này? Mình không biết là mình có thể mình đưa cho lão cái gì không? Chúng ta Attorney Pachet. Don't hear my Attorney Pachet. I just try to compete me with my profession. Tôi là người giải phẫu. So với cả luật sư bọn anh thì tôi về cơ bản là thánh. Nhưng mà tôi thực sự không có một bệnh nhân nào bây giờ. Nên là ở phần này là nó khác là chúng ta có thể present cái profile. Thử xem cái Maja nhé. Cô vẫn trẻ nhưng mà một ngày cô sẽ phải chịu cái trách nhiệm to lớn ấy. Cô sẽ trở thành cái người chủ đây, master này. Người thừa kế ấy. Kiểu người thừa kế cái truyền thống ấy. Master of Medium. Kiểu người thừa kế của cái học viện này, hoặc là cái nhà này, hoặc là cái như kiểu cái dòng tộc đấy, hình như là thừa kế như kiểu là Uchiha Sasuke hiểu bên Uchiha Channeling Chamber này. Đây là cái phòng gọi hồn này, The Frame Manor. It's such a strange atmosphere. Nghe cái nhạc này nó cũng rất là khác, kiểu như là channeling. Bà này có cái tóc rất ảo. Good sir, who might you be? My name is Phoenix Wright. Oh, you must be that good sir. Cậu phải là cái người đấy á. Good sir, is he talking about me? Cậu là luật sư. Có phải không à? Good sir. Tôi đã nghe rất là nhiều từ Mystic Maya này. Có vẻ như vậy không? Mystic Maya. Tôi là gì của Mystic Maya? Morgan Frey. Nên là bà này cũng là Frey này. Nice to meet you. I have wanted to speak to you about a certain incident, good sir. Tôi đang muốn nói với chuyện với anh về một cái vụ án gần đây này. Tai nạn gần đây. It would seem, có vẻ như là anh đã đòi hỏi quá nhiều từ Mystic Maya để làm một số công việc của anh. Muốn ăn become afraid. Nên là bà này không thích cái vấn đề này. Đừng có bảo tôi là cậu đã quên. Bà này là Morgan. Nếu mà không có sự trợ giúp của Mystic Maya và cái gì? Trợ lý của cô ấy á. Của Mystic Maya và cái sự trợ giúp của cô ấy là cậu đã không thể thắng nhiều cái vụ kiện. Old lady, I sting at doing my job. When did I become the poster boy for how not to make a first impression? Quá khứ là quá khứ, hãy để chúng ta nói chuyện về hiện tại. Oh, thank you. Nên là mình nghĩ thì mình hỏi mà. Maya. Tại sao bà lại thêm cái Mystic vào cái tên của Maya này? Cái nó vẻ hơi bị lạ. Good sir. Yes. Làm sao mà anh có thể bất lịch sự và không tôn trọng về Mystic này? Kiểu là Mystic Maya như là Master hoặc là kiểu như là cái là bên Nhật nó hay có kiểu là xưng kiểu là title ấy. Hoặc là gì nhỉ? Cái nó gọi là horrific à? Kiểu như là Kunechan hay là ví dụ như Sama kiểu đấy. Chắc là kiểu như là Mystic này Sama, Maya Sama. Sama như kiểu là một cái gì người đó được kính trọng. Như
Sama. À, đây này, à, cô ấy phải được nói đúng cái địa vị của ấy. Là về cơ bản là Missing Man, mình không biết là cái này nó là cái gì nhưng mà nên là tạm thời là mình sẽ gọi là mà cũng gọi là Mystic Maya, kiểu như là kiểu là Maya Sama, chắc là tính ra là nó sẽ gọi là Sama, nên là về cái dòng máu đấy, như là người thừa kế cái dòng tộc ấy, người đứng đầu dòng tộc ấy. Mystic Maya là cái người mà thừa kế cái dòng máu của bậc thầy Master này. Và trên thực tế cô ấy là cái người duy nhất còn thừa kế cái kiểu như là dòng chính gốc ấy, người trưởng cho một cái nhánh ấy, gọi là thừa kế những kiểu là vua ấy. Mystic Maya là cái người thừa kế chính thức của cái của cái kỹ thuật gọi hồn Kurai. Where do you stand? Thế thì bà là sao này? Cái này nó hơi bị rắc rối một tí á. Cho dù là cái người, cho dù tôi là một cái người phụ nữ trong cái dòng tộc Frey này, nhưng mà tôi sẽ chỉ là một cái nhánh của cái dòng tộc, không phải là trưởng này, tôi là thứ ấy. Nó chỉ là nhánh ấy. For many... Cái này là nghe có vẻ nó hơi ấy, nhưng mà với một cái thành viên của cái dòng tộc nhánh ấy, cho dù cái sức mạnh của cô ấy có mạnh như thế nào ấy, cô ấy cũng vẫn sẽ không bao giờ trở thành một cái bậc thầy của cái Kurai School. Kiểu giống như cái chỗ này là nó đồng thời là cái kỹ thuật và nó đồng thời là cái chỗ cái như school ấy, kiểu huấn luyện à. Hoặc là không biết là có thu nhận đồ đệ không nhỉ, mình không rõ là cái vấn đề này, nó gọi là school. Thế là sức mạnh của bà sẽ như thế nào nè. Tôi thì nó thực sự là nó hơi bị kém nên tôi phải nhận. Tôi thực sự là không thể đủ để so sánh cái sức mạnh của tôi với cái bậc thầy là Master Today Trainer Ring này. Nên là mình biết được cái mối quan hệ của bà này với Maya. Hôm nay là cái buổi cho nên sẽ là cái ngày đầu tiên của ấy đúng không? Yes, good sir. Vì cái linh hồn của cái người đã chết ở trong cái tai nạn này nó rất là mạnh này. It is usual, unusual to early, unusual early. Nên là rất là sớm ấy, để gọi người đấy quay trở lại thế giới của chúng ta này. Channel Take Play Here. Nó sẽ diễn ra trong này này. Như anh đã thấy là chúng tôi đang có trong cái quá trình chuẩn bị này. Channeling Chamber này. Channeling Chamber, the Play with Spirit. Đây là cái nơi mà linh hồn sẽ nói chuyện với cả nhà ngoại cảm này. With those who are dispatched. If we I don't suppose you would mind. Tôi không nghĩ là bà sẽ cho chúng tôi xem được cái buổi này đúng không? Đừng có bao giờ nghĩ về cái vấn đề đấy á. Chỉ có người gọi hồn với khách hàng ở nhà ngoại cảm, hoặc là gọi hồn ấy. Và khách hàng có thể đi vào trong này thôi này. Ồ, vì bí mật của cái Kurai Technique là không thể được, phải giữ kín, là không thể để bất kỳ ai có thể xem được. That never stopped Maya from doing with fun of me before. Mình chưa bao giờ mình cản việc Maya gọi hồn trước mặt mình. It also for, và cái đặc biệt là cho cái sự an toàn của ngài nữa. Nếu mà có một cái gì đó xảy ra này, thế là lý do tại sao mà khi mà cái quá trình gọi hồn được thực hiện, cái cánh cửa kia sẽ bị đóng xuống á, sẽ bị khóa. Oh yes, I wonder if he has missed the pearl, a good sir, pearl này. Cô ấy rất là đáng yêu này, Angelic Jungle này. Nên là con gái của bà này,
Con này là Pearly. Con này là con gái của tôi này. À, that what you two about talking này. What a cute daughter you have. Một cái con gái, một cái đứa con gái thật đáng yêu bà có ấy. Một cái trái tim pure heart that know not to evil is the world. He a powerful thing, good sir. Xin hãy đừng có gặp nó. Tôi yêu cầu anh như vậy. Trên thực tế tôi không có cơ hội để làm điều này. I must insist and stress you not let it occur. Ok, ok. Bà không muốn mình gặp nó. Kiểu như không muốn vấy bẩn những cái kiểu như là cái vấn đề bên ngoài ấy. Kiểu xã hội bên ngoài. Nếu từ mình có thể hỏi good sir. Okay. Mình nghĩ là mình có thể mình di chuyển đấy nhỉ. Chẳng có gì đâu. Nên là chúng sau khi chúng ta nói chuyện bà này là cũng không có gì đâu nhỉ. Mình có thể mình present cái vấn đề profile mà. That a Mr. Maja on này. Please, he make me eat some sort of traditional dessert. Trước đây bà cho tôi một cái ăn cái món trắng miệng gì. Như kiểu cái tea saucer saucer. À, tôi không biết là bà Morgan này bà có là gọi hồn không này. Ok, chắc mình nghĩ chúng ta sẽ di chuyển sang cái chỗ Windy Way này. The frame manor Windy Way. This garden is really breathtaking. Someone put a lot of love in it. Đây là cái vườn sau nhà của cái dinh thự. Đây phải là lò đốt rác. Lò đốt. It's the hour of play in the garden like this. Mình kiểm tra có gì không? Nên là nhà lò đốt rác. Plant the garden with small lamp traditional decoration. Cái này là cái gì? Đây là một cái chum to, chum cũ. Cái này là một cái chum để đựng cái xác, cái tro người chết ấy. The than that is not very intent to time to move up. Okay. Có vẻ như là một cái phòng ở đây này. Mình không biết là có một cái gì nữa nhỉ? Mẹ di chuyển lại này. Chúng ta sẽ có cái lựa chọn là side room này. Phòng này phòng khách, phòng ngủ. Đây là cái side room này. Có một cái giường này, lúc lại someone. Có vẻ như là một ai đó đã ngủ đây này. Mình sẽ không làm phiền này. Bên đây là có gì à? Đây là có ai đang ngủ cái chăn này nè. Đây là gấu. Tượng gấu. Nên là một phần lớn là chúng ta sẽ không có cái gì nó thực sự là quan trọng ấy. Hey you hold on, this is the guy for few questions for us. Mình đã nghĩ là mình đã nghe cái tiếng, cái giọng miền Nam này ở đâu đó. À, lại là con này. Well, it be Mr. Phoenix Fly. Con này là cái con Lotta này, ở cái vụ án số 4 ấy. Phần 1 ấy. Đã không gặp anh một năm rồi. You are Lotta Hat. You are the Lotta Hat Ride. Bingo. Tôi là cái người đã... I am the one and only. Cái người bây giờ, con này bây giờ nó là cái người đi chụp ảnh những cái hiện tượng lạ này. Lotta Hat. I guess you still at it. Tôi nghĩ là cô vẫn thế là tôi đoán là cô vẫn theo cái sự nghiệp đấy á. Là nhiếp ảnh gia. Tất nhiên này. Và hôm nay tôi sẽ là cái người sẽ có một cái thông tin. Cái thông tin rất là hot này. A real scoop. Anh sẽ nhìn và xem. I have no time to be wasting time. Cái buổi gọi hồn sẽ bắt đầu xảy ra. Đã bắt đầu à? Chúng ta sẽ nên quay trở lại cái phòng thiền này. What are you waiting for? Come on, okay. Nên là chúng ta sẽ quay lại cái phòng thiền này. Cái buổi gọi hồn đã xảy ra này.
I look at some good time. Ok, chúng ta sẽ quay trở. Thì giữa cái buổi gọi hồn và đứng ngoài ngồi ngoài đợi. We will now begin with channeling Mystic Magia and Honor again. Ông ấy trả tiền cho cái chỗ này để là khách hàng. Nên là hai người này hãy vào phòng này. Và là với cái này là tôi cuối cùng có thể là rũ sạch được cái dầu Party Fly. Đuổi được tất cả những cái con ruồi. Kiểu giống là ý nói là kiểu như là cái phòng khám nó vắng quá ấy, ruồi nó bâu ấy, chẳng ai thèm đến ấy. Sau cái vụ này là họ sẽ không thể nói một cái điều gì xấu về tôi này. Tôi sẽ muốn là cái tất cả bọn chúng đều xin lỗi. Would you, Mr. Ryan này. Oh yeah, I swear. Mystic Maya, do you have the channeling chamber? Maya này, cháu có được cái chìa khóa chưa? Trong phòng hay chưa? Đây là khóa trong à? Right here. That is the most satisfactory. Đây là cái chìa khóa có 102 à? Nên là hãy giữ nó cẩn thận. Em sẽ, cháu sẽ ổn thôi. Gì Morgan, cháu sẽ không mất ở đâu vậy, tin tưởng vào cháu đấy. Dr. Gray, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Finally, nhìn mặt thằng này ra này. Nên là sẽ khóa vào thôi. Bạn này uống trà. Now let us wait patiently. Hãy bình tĩnh và đợi họ này. Hãy uống một tách trà xanh. And da dropping là cái bánh dâu của tôi. Hold on, Granny. Granny, bà già. Tại sao chúng tôi không được vào phòng đấy? Dear madam, you have an impressive guard of English. Cô có một cái cái gì nhỉ? Có được cái ngôn ngữ tiếng Anh rất là chuẩn. Về đây giờ cô học đấy ở đâu à? What? Tôi là cái người đã ở cái đất mẹ Heart of Land này. Kiểu như là người kiểu gốc ấy, gốc Nhật Bản. I request you. Tôi phải yêu cầu cô quay trở lại với quê của cô. What? What are you? What are ya? Đây là Kurai Village. Nếu mà cô không thể chờ thì nhỉ, chấp thuận thì à? Chấp thuận theo cái truyền thống và luật lệ của chúng tôi thì tôi sẽ yêu cầu cô phải rời đi. Sorry. Bọn này đã bị chửi nhỏ. Hãy để chúng ta đợi. Hãy đợi thêm.